Tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng có công văn về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo kịp thời đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, đến phụ huynh việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam đã ra công văn hỏa tốc cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên trường chính trị, các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng là 5 địa phương cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Riêng Yên Bái và Hưng Yên là những nơi cho học sinh ở một số khu vực có nguy cơ tạm dừng đến trường. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy một công ty sản xuất mút xốp ở Bình Dương gây thiệt hại nặng. Theo đó, gần 18 giờ cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn Insunpac Việt Nam rộng 10.000 m2 nằm gần vòng xoay An Phú thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An bất ngờ phát hỏa. Mặc dù các bảo vệ đã dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do bên trong công ty chứa nhiều mút xốp nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, chỉ trong ít phút đã lan rộng hàng trăm m2 với ngọn lửa đỏ rực. Nhận thông tin, các đơn vị phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều hơn 10 xe nước và gần 100 chiến sĩ có mặt tiếp cận hiện trường từ nhiều phía, tiến hành phun nước dập lửa và đề phòng cháy lan. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gần 1.000 m2 nhà xưởng đã bị đổ sập, nhiều tài sản bị cháy rụi. Chiều tối qua, một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy kéo dài hàng chục phút đã làm đổ sập và tốc mái hơn 100 nhà dân. Công trình phụ ở xã Sơn Phú và thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa. Nhiều công trình, băng rôn khẩu hiệu bị hư hỏng nặng, hệ thống điện chiếu sáng bị mất điện nhiều tiếng đồng hồ. Đặc biệt, dông lốc xuất hiện và càn quét qua thôn Cửa Nương, Vọng Sơn, An Phú, xã Sơn Phú, làm tốc mái hơn 170 ngôi nhà, công trình chăn nuôi của các hộ dân. Cùng với đó, hàng chục hecta lúa đã trổ bông, cùng nhiều diện tích ngô, hoa màu bị đổ và hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi lốc tố xảy ra, chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng cùng với nhân dân xã Sơn Phú, thị trấn Phố Châu nhanh chóng đến giúp các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trong cơn lốc, dựng lợp lại mái nhà và nhà cửa tạm ổn định cuộc sống. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung cả của quân đội, dân sự quản lý. Tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 làm lây lan dịch. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021, thực hiện chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố thông báo thực hiện nghiêm tại địa phương. Con trâu không chỉ là hình ảnh gắn liền với người nông dân, mà còn thể hiện sự cần cù, lam lũ, chịu thương, chịu khó. Khi xã hội ngày càng phát triển, máy cày dần thay thế con trâu. Những ai yêu quý con trâu vẫn cảm thấy nuối tiếc vì một thời vàng son của con vật từng đứng đầu cơ nghiệp đã không còn nữa. Nhưng ở Cà Mau vẫn còn một số lão nông quyết tâm gìn giữ trâu và xem trâu như kỷ niệm trong cuộc đời. Xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời sau mùa gặt. Nơi đây vẫn còn 2-3 hộ nuôi trâu, nhưng điều nể phục nhất là họ nhất quyết không bán trâu, mặc cho con trâu phá phách, ảnh hưởng đến ruộng vườn của người dân mỗi khi nó đi qua. Ông Đặng Văn Lập, hay còn gọi là ông Tư Lập, ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, được gọi là sư phụ của nghề nuôi trâu. Ông có thân hình rắn giỏi, chân trần cùng với đàn trâu đi giữa cánh đồng. Tôi tên là Đặng Lập, ở Gạch Bào, xã Bình, Trần Thời. Nuôi trâu từ giai đoạn hồi còn ở chung ông già tới giờ. Cũng có giai đoạn người cũng nghỉ vài năm rồi cũng tái đàn lại nuôi nữa rồi cái bán nghỉ rồi giờ tái đàn lại thêm đợt này nữa mười mấy năm rồi. Sau mùa gặt, thức ăn cỏ dồi dào, vì thế ông Tư Lập để trâu ngoài ruộng. Vài hôm nữa khi đồng trống, ông Tư mới dắt trâu về chuồng. Ở xứ này ai cũng biết ông Tư Lập nổi tiếng cưng trâu.
Nhìn ông chăm sóc con trâu mà ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, trâu của ông Tư ăn đồng nào là phải ở đồng đó, không xâm phạm của ai. Ông Tư buộc trâu cũng kỹ lưỡng, không có trường hợp trâu kéo đứt dây rồi ùa vào kênh của bà con nằm vùi uống nước. Đàn trâu của ông Tư Lập hiện có 5 con trâu cái, 4 con trâu đực và 1 con nghé. Khoảng 5 năm trở lại đây, do máy cày đã chiếm ưu thế nên đàn trâu của ông đã vơi dần và rảnh rỗi hơn. Đam mê thì nghề nghiệp trong dạng nghĩa là thấy cỏ là trâu ăn gì, ngồi thấy nó ăn thì thấy nó cưng, mê, yêu nghề. Mà nghề này nói chung trong dạng cực khổ, nông dân lì lắm là chưa nổi thôi. Giữ thì đeo con xác gì nè, cho nó ăn no rồi bắt đầu buộc neo lại trong dạng gì nhà ăn cơm. Ăn cơm nghỉ ngơi 3 giờ chiều mới ra, dắt cho uống nước. Lên cho ăn, rồi neo lại về nhà ăn cơm nước, rồi tối ra ngủ với trâu. Hiện nay là có mình anh chú nuôi trâu nhiều, rồi còn chú gìn giữ trâu sắp tới như thế nào chú? Thì cũng gì đó, giữ cho nó kỹ lưỡng rồi lại, để nó mát thất thoát hết hai lần rồi. Hai lần hết hai con rồi. Hai con thì trị giá, hai con gần 100 triệu. Buồn không chú? Buồn chứ. Trời ơi. Mất con trâu gì mà đi kiếm rồi còn hao tốn còn thêm, đâu có 7-8 triệu một con nữa. Hơn bao giờ hết, bà Tốt luôn đồng hành với ông Tư, vợ chồng cùng giữ trâu, tình yêu thiêng liêng với con trâu không hề thay đổi. Trên những cánh đồng, hình ảnh con trâu thân thương và bình dị, cho dù con trâu làm công việc gì, phục vụ cho nhà nông thì hình tượng con trâu vẫn tôn lên đức tính trung thành, cần cù, chịu thương, chịu khó. Cùng với nông dân bầu bạn, cùng nhau rầm rãi nắng mưa. Với niềm đam mê mãnh liệt về kiến trúc và mong muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, vợ chồng ông Trần Văn Liền, 65 tuổi, ở ấp Nhân Lộc 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã đầu tư xây dựng một căn nhà vô cùng độc đáo. Đây không chỉ là nhà ở mà còn được ví von như một tuyệt tác nghệ thuật, mang đậm kiến trúc nhà ở truyền thống ba miền, được làm từ hơn 140 khối gỗ. Vợ chồng ông Liền chia sẻ, xuất thân là nông dân, từ nhỏ ông đã có niềm đam mê và ấp ủ xây dựng một căn nhà theo kiến trúc truyền thống. Sau thời gian dài làm vườn, có được cuộc sống đủ đầy, ông quyết định xây dựng một căn nhà để đời, kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc nhà xưa, ba miền Bắc Trung Nam. Trong cái nhà gỗ của mình thì hồi đó chú chưa có đi du lịch từ Bắc tới Nam á, thì chú cũng tính là các cái nhà giống như nhà của mình, Nam Bộ của mình thôi. Nhưng mà ông đi Bắc, ông học được một cái nhà mà xây hông tô, ông về miền Trung thì ông ra miền Hội An thì ông thấy cái nhà Hội An ta có cái lan can bên ngoài đó, rồi ông về đây. Ông về mình thì ông đi những cái nhà cổ của Lo Tân Lộc ở Bình Thủy thì ông rút ra. Những cái đó ông học hỏi ông rút ra thì mình làm sao mà mình kết hợp hài hòa. Ngôi nhà xây xuyên suốt trong 12 tháng và hoàn thiện vào tháng 1 năm 2021, được làm từ hơn 140 khối gỗ căm xe với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Tuy kết hợp lối kiến trúc ba miền nhưng chủ đạo vẫn là kiến trúc nhà truyền thống Nam Bộ. Nhà xây dựng trệt, lầu, có ban công nhỏ giống như nhà cổ ở Hội An, vừa để hóng mát vừa để hái trái cây trong vườn. Toàn bộ cửa làm theo cửa lá sách và hoàn toàn không sử dụng đinh cố định. Riêng phần tường xây gạch không tô, cách tân, hiện đại so với nét không tô nguyên thủy ở miền Bắc. Bên trong nhà, từng chi tiết được bố trí tỉ mỉ, độc đáo và đẹp mắt. Phần nội thất, các bức phù điêu và kể cả cầu thang cũng đều được làm hoàn toàn từ gỗ, chạm trổ cực kỳ công phu. Từ trong tới ngoài, từ hàng từ nội thất từ ở ngoài tới cái cổng rào cái nhà lục giác của mình anh chú tự thiết kế. Đặc biệt trước cửa chính căn nhà, ông Năm Liền cho thợ khắc 9 chữ củ lao, chỉ công lao khó nhọc của cha mẹ. Chủ nhân căn nhà cho biết, rất nhiều ngôi nhà cổ ở Việt Nam thường có các bức phù điêu, chạm trổ về các điển tích ở Trung Hoa. Riêng căn nhà của ông chỉ sử dụng điển tích của Việt Nam.
Ông muốn qua đó giới thiệu đến du khách và cả những người trong gia đình về lịch sử hào hùng của dân tộc.